Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay, 28 tháng 9 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam tranh ngôi vô địch với Thái Lan. Huấn luyện viên U20 Seri tuyên bố cứng trước thềm trận chung kết bảng A gặp U20 Việt Nam. Chuyên gia nhìn nhận V-League 2024-2025 có nhiều bất ngờ thú vị là những thông tin chính trong bản tin trưa ngày hôm nay. Mời các bạn cùng đón nghe. U17 Việt Nam thắng sát nút trước ngày sang Nhật. Chiều ngày hôm qua 27 tháng 9, đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu tập với U17 Hà Nội và giành thắng lợi với tỷ số 2-1. Cả hai bàn thắng của chúng ta đều được ghi trong hiệp 2 sau tình huống dứt điểm của Tấn Dũng và Trọng Dương. Bàn thua duy nhất của U17 Việt Nam đáng tiếc lại đến từ sai lầm của cầu thủ Việt Kiều Maxwell James. Sao Mai đang thi đấu ở Úc để mất bóng ngay ở phần sân nhà, tạo điều kiện cho đối thủ phản công và giúp cho Hà Nội có được bàn thắng duy nhất. Trận đấu này cũng là trận đấu tập cuối cùng của U17 Việt Nam trước khi lên đường sang Nhật tập huấn từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10. Ngày 10 tháng 10, thầy trò ông Roland sẽ trở về nước hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự vòng loại U17 châu Á 2025. Đánh giá về các học trò sau trận đấu với U17 Hà Nội, huấn luyện viên Roland chia sẻ: "Quan trọng là tinh thần thi đấu trên sân của các cầu thủ. Chúng tôi coi trọng nhịp độ thi đấu, cách thức triển khai lối chơi và đang cải thiện về khả năng di chuyển của toàn đội. Trong thi đấu, các cầu thủ là những người đóng vai trò quyết định trên sân và chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ các em có những bước chuẩn bị tốt. Nhìn chung, các cầu thủ cần tư duy tình huống nhanh hơn để từ đó đưa ra quyết định xử lý bóng tốc độ hơn. Nhịp độ chơi bóng đang ngày một nhanh hơn nên đây là điều chúng ta phải thích nghi." Huấn luyện viên U20 Seri tuyên bố cứng trước thềm trận chung kết bảng A của vòng loại U20 châu Á 2025 gặp chủ nhà Việt Nam. Trận thắng 11 của Seri trước Guam đã đảo ngược tình thế của đội bóng này tại bảng A của vòng loại U20 châu Á 2025. Với việc ở trận đấu sau đó Việt Nam chỉ thắng Bangladesh 4-1, thầy trò Hứa Hiển Vinh chỉ xếp thứ hai tại bảng A có cùng 9 điểm như đối thủ nhưng kém 3 bàn về hiệu số. Seri đang dẫn đầu bảng với 14 bàn sau 3 trận. Sau trận đấu ngày hôm qua, huấn luyện viên của U20 Seri là ông Mohammad Akin cho rằng: "Chúng tôi sẽ chỉ tập trung cao độ trước thềm trận gặp Việt Nam. Chúng tôi sẽ cho các cầu thủ hồi phục, sau đó trở lại tập nhẹ. Chúng tôi sẽ nghĩ về mình trước khi nghĩ về Việt Nam. Cả đội đã chuẩn bị kỹ càng cho từng trận đấu. Đội tuyển của chúng tôi được tổ chức tốt, chúng tôi đặt mục tiêu cao trước thềm giải đấu và cả đội đang dần đạt mục tiêu đó bằng những kết quả có lợi. Mục tiêu của chúng tôi trước trận là một chiến thắng. Mục tiêu của Seri muốn thắng mọi trận đấu luôn là như vậy. Chúng tôi không chủ quan, dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ và đây là kết quả xứng đáng với những gì mà cả đội đã thể hiện. Chúng tôi hưởng lợi khá nhiều nhờ bàn thắng đầu tiên. Càng ghi nhiều bàn, các cầu thủ lại càng tự tin hơn." Các bạn thân mến, ở lượt cuối vào ngày mai 29 tháng 9, U20 Việt Nam và Seri sẽ đối đầu trực tiếp với nhau. Nếu không thể giành chiến thắng, thầy trò ông Hứa Hiển Vinh sẽ chỉ có được ngôi nhì bảng và chưa chắc chắn đi tiếp. Ở vòng loại U20 châu Á 2025 thì 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé tham dự vòng chung kết cùng với chủ nhà U20 Trung Quốc. Về phía Việt Nam của chúng ta thì hiện tại trên bảng xếp hạng các đội nhì ở vòng loại U20 châu Á, Việt Nam đang xếp trên Qatar và Úc. Tuy nhiên thì như đã biết, thầy trò ông Vinh vẫn có khả năng bị loại. Sau chiến thắng 4-1 trước Bangladesh, Việt Nam đứng thứ hai ở bảng A. Trên bảng xếp hạng các đội nhì, Việt Nam đang đứng thứ hai với 6 điểm, có hiệu số là dương 8. Trong khi đó thì Qatar đứng thứ tư, còn Úc thì xếp thứ 5. Tại bảng xếp hạng này, thành tích thi đấu với các đội xếp cuối ở những bảng có 5 đội sẽ không được tính. Ở bảng A, Bangladesh đang đứng cuối bảng nên chiến thắng 4-1 của Việt Nam không được tính trên bảng xếp hạng các đội nhì. Dù đang ở vị trí khả quan, Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại. Theo thể thức của AFC thì 10 đội đầu bảng và 5 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé đến vòng chung kết. Nếu Việt Nam thua Seri ở trận đấu diễn ra vào ngày mai, thầy trò Hứa Hiển Vinh vẫn có khả năng bị loại do cục diện khó lường ở các bảng khác. Một trong số đó là U20 Kyrgyzstan nằm ở tại bảng Y, bảng có 4 đội và đang có 6 điểm như Việt Nam trên bảng xếp hạng các đội nhì. Ở lượt cuối, họ gặp Nhật Bản. Nếu như Việt Nam thua Seri còn Kyrgyzstan không thua Nhật Bản, thầy trò ông Hứa Hiển Vinh đối mặt nguy cơ bị loại. Ngoài ra thì U20 Ấn Độ nằm ở tại bảng G có 3 điểm trên bảng xếp hạng các đội nhì.
Tuy nhiên thì ở trận cuối, Ấn Độ chỉ phải gặp Lào và bảng này chỉ có 4 đội. Nếu Ấn Độ thắng Lào, trong khi đó Việt Nam thua Syria thì trò huấn luyện Vinh có khả năng sẽ bị loại. Ngoài ra thì hiệu số của Việt Nam ở lượt cuối cùng cũng sẽ thay đổi tùy vào việc đội nào trong số các đội như là Guam, Bhutan, Bangladesh đứng cuối cùng sau vòng bảng. Và để chắc chắn giành vé đi tiếp thì bắt buộc U20 Việt Nam phải thắng Syria ở trận cuối cùng. Quyền tự quyết hiện là vẫn đang nằm trong tay U20 Việt Nam. Việt Nam tranh ngôi vô địch với Thái Lan. Các bạn thân mến, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội vô địch giải giao hữu Women Futsal Championship 2024, giải đấu đang diễn ra tại Thái Lan, khi chỉ cần hòa với đội chủ nhà ở trận cuối vào chiều ngày hôm nay. Tại giải giao hữu Women Futsal Championship 2024 đang diễn ra tại Thái Lan, đội tuyển nữ Futsal Việt Nam đang tham dự với sự có mặt của các đội tuyển Đài Loan, Indonesia, Thái Lan. Cũng cần nhắc thêm, đây là lần thứ hai trong năm 2024 đội tuyển Futsal nữ Việt Nam góp mặt ở một giải giao hữu. Trước đó, đội đã góp mặt tại giải giao hữu diễn ra tại Trung Quốc hồi tháng 7. Ở đó, thầy trò ông Nguyễn Đình Hoàng đứng thứ nhì của giải đấu này. Trở lại với giải đấu trên đất Thái Lan, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã thi đấu ấn tượng khi có 3 trận toàn thắng trước Đài Loan 4-2, Indonesia 5-1 và Trung Quốc là 3-0, tạm vươn lên đứng đầu bảng với 9 điểm. Qua đó, bằng điểm với Trung Quốc nhưng hơn hiệu số và đội Futsal Trung Quốc đã thi đấu đủ 4 trận. Ở trận cuối cùng diễn ra vào lúc 18 giờ chiều ngày hôm nay cùng chủ nhà Thái Lan được xem là chung kết của giải. Ở đó Thái Lan trải qua 3 trận có 6 điểm nên chỉ cần hòa ở cuộc đối đầu này là tuyển Futsal Việt Nam sẽ giành ngôi vô địch. Nhưng nếu thua thì Thái Lan sẽ lên ngôi đầu vì có hiệu số cao hơn Việt Nam. Đây cũng là cơ hội lớn cho thầy trò Nguyễn Đình Hoàng khi có thể lần đầu chạm tay vào ngôi vô địch, nhưng cũng không dễ khi đối đầu với chủ nhà Thái Lan. Trong khi đó thì về môn bóng đá Futsal Nam thì lễ bốc thăm chia bảng giải Đông Nam Á vừa được tổ chức. Sẽ có 9 đội tham dự là chủ nhà Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Campuchia, Úc, Brunei, Đông Timor. Mới đây ban tổ chức cũng đã công bố 4 nhóm hạt giống. Việt Nam theo đó nằm ở nhóm số 2 cùng với Myanmar, nhà đương kim vô địch Thái Lan và đương kim Á quân Indonesia nằm hạt giống số 1. Hạt giống số 3 bao gồm 2 đội Malaysia và Úc. 3 đội là Campuchia, Brunei, Đông Timor nằm ở nhóm 4. Kết quả bốc thăm đã đưa Việt Nam vào bảng A cùng với chủ nhà Thái Lan, Malaysia, Đông Timor và Brunei. Bảng B có sự hiện diện của các đội như là Indonesia, Úc, Myanmar, Campuchia. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 2 đội nhất nhì vào bán kết. Giải đấu này được tổ chức tại nhà thi đấu Terminal Hall ở tỉnh Nagorno-Karabakh từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 11 năm 2024. Đây là lần thứ 9 Liên đoàn bóng đá Thái Lan đăng cai giải vô địch Futsal Nam Đông Nam Á, lần thứ 2 liên tiếp làm chủ nhà. Đáng chú ý, Futsal Thái Lan đã có 16 chức vô địch trong số 17 lần giải đấu được tổ chức. Lần duy nhất mà họ không giành được cúp là vào năm 2010, khi đó thì họ không tham dự giải đấu. Indonesia là đội đã lên ngôi vô địch trên sân nhà của Việt Nam. Ở lần gần nhất tham dự giải đấu hồi năm 2022, Futsal Việt Nam khi đó dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Minh Giang để thua Thái Lan với tỷ số 1-3 ở trận bán kết. Trận tranh hạng 3, đội bóng của chúng ta đánh bại Myanmar sau là sút đơn lưu. Trong năm nay, đội tuyển Futsal Việt Nam đã không thể vào đến World Cup thêm một lần nữa. Toàn đội dừng bước ở tứ kết Futsal châu Á và thua trong trận playoff với Kyrgyzstan. Chuyên gia nhìn nhận V-League 2024-2025 diễn ra với nhiều bất ngờ thú vị. Các bạn thân mến, mới đây, bình luận viên Quang Huy đã có chia sẻ của mình trước thềm vòng 3 của V-League năm nay. Theo bình luận viên Vũ Quang Huy thì anh cho rằng huấn luyện viên Kim Sang Sik và các cộng sự hẳn là không yên lòng về màn thể hiện của những tuyển thủ quốc gia ở những trận đấu đã qua. Có thể thấy là sau 2 vòng đầu tiên tại V-League, phong độ của nhiều tuyển thủ quốc gia là chưa tốt. Với tôi thì chỉ mình Nguyễn Tiến Linh là điểm sáng hiếm hoi. Còn lại thì có cảm giác những tuyển thủ Việt Nam khác chơi chưa đúng với năng lực vốn có của mình. Qua 2 vòng đấu cho thấy họ bắt nhịp chậm, vẫn chưa thực sự nóng máy. Tôi cho rằng lý do đến từ khó khăn chung của đội tuyển Việt Nam khi thi đấu tại dịp FIFA Days của tháng 9, trước khi V-League 2024-2025 khởi tranh. Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, các câu lạc bộ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều khi mất các cầu thủ trụ cột suốt 2 tuần vì họ tập trung làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Bóng đá Việt Nam đã ở mùa thứ 2 đá theo kiểu thông lệ quốc tế, từ mùa này sang mùa sau. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn lừng khừng, chứ chưa vào khuôn. Nếu đã đá như thế thì hoặc là đá sớm luôn hoặc đá muộn luôn. Ví dụ như ở mùa giải
có thể bắt đầu từ giữa tháng 8 như ngoại hạng Anh chẳng hạn. Lúc đó các cầu thủ đã có được 2 đến 3 vòng đấu làm nóng trước khi tập trung đội tuyển quốc gia. Như hiện nay, hồi tháng 9 khi lên đội tuyển, các tuyển thủ đang trong giai đoạn tập nặng, lắp ghép đội hình ở câu lạc bộ. Họ chưa sẵn sàng lên đội tuyển quốc gia, đá còn rất ì ạch. Ngược lại thì khi trở về câu lạc bộ sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia sẽ mất sức, chưa vào form, chưa đúng phong độ. Hy vọng là sau 2 mùa chúng ta sẽ có điều chỉnh để cho mùa giải tới bắt đầu vào khoảng giữa tháng 8. Tuy vậy thì tôi cho rằng các cầu thủ sẽ cố gắng cải thiện phong độ ở những vòng sắp đến. Rõ ràng là khởi đầu V-League đang rất quyết liệt với nhiều kết quả bất ngờ khiến các đội bóng phải nỗ lực hết sức ngay từ vạch xuất phát. Hy vọng rằng 4 vòng đấu liên tiếp ở V-League sẽ giúp cho các tuyển thủ quốc gia kịp làm nóng. Từ đó đủ để cho đội tuyển có những bước chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Cup 2024. Có thể đội tuyển sẽ trình diễn bộ mặt khởi sắc hơn ở những trận giao hữu trong tháng 10. Bình luận viên Quang Huy nhìn nhận rằng là vị trí hiện tại và vị trí cuối mùa sẽ rất khác biệt bởi 24 vòng đấu còn lại là hành trình đầy khắc nghiệt và dự báo nhiều thay đổi. Chính sự bất thường của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai mang lại khiến cho giới chuyên môn đánh giá khúc dạo đầu của V-League đầy thú vị. Với tôi thì dù có khởi đầu như mơ nhưng Hoàng Anh Gia Lai cũng rất khó để có thể làm được điều gì đó. Hoàng Anh Gia Lai cho thấy lối chơi biết mình, biết người, xù xì và thực dụng. Vòng 3 này khi tiếp đón Nam Định tại sân Pleiku, câu trả lời Hoàng Anh Gia Lai mạnh đến mức nào là sẽ có. Có thể khởi đầu tốt như vậy nhưng theo tôi Hoàng Anh Gia Lai cũng chỉ dừng lại ở chuyện trụ hạng thôi. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì khác, tôi ấn tượng về cách họ thể hiện. Họ vượt qua được cú sốc ở mùa giải năm ngoái. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã giúp cho đội bóng gắn kết trong lối chơi, tạo ra sự mới mẻ, phóng khoáng. Hà Tĩnh có những con người tốt, tạo đột biến như là Liên Lê Minh, Giovanni Magdo. Tôi cho rằng là Hà Tĩnh có thể còn mang đến những bất ngờ khác. Những ứng viên vô địch hay là các đội bóng được đánh giá mạnh hơn có sự khởi đầu không tốt cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta thấy rằng Công an Hà Nội, Nam Định phải dàn trải trên nhiều mặt trận nên chưa thể chơi bốc được như mong muốn. Ở đây tôi đánh giá cao việc các đội như là Công an Hà Nội, Nam Định dám chơi sòng phẳng tại các giải đấu cấp câu lạc bộ của khu vực và châu lục. Đó là điều đáng quý, đáng ghi nhận. Có thể là sau khi hoàn tất nhiệm vụ của mình tại các giải quốc tế, Công an Hà Nội và Nam Định sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Tựu chung lại, mọi thứ mới chỉ là khởi đầu. Nhưng hay ho, gay cấn còn ở phía trước. V-League là cuộc đua đường trường đến 26 vòng, đường còn dài và còn nhiều thú vị chờ đón người hâm mộ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.